Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi trở lại và đồng hành cùng tất cả các bạn trên chuyên mục Làm Đẹp ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về vấn đề đó là vitamin B2 có trong những nhóm thực phẩm nào. Các bạn thân mến, thì vitamin B2 đóng một vai trò cực kỳ quan trọng bên trong cơ thể của mọi người. Vitamin B2 hay còn có tên gọi khác đó là riboflavin. Đây là một vitamin nhóm B, nằm trong nhóm B. Và đây là một dạng vitamin tan trong nước. Vitamin B2 nó sẽ kích thích quá trình trao đổi chất bên trong cơ thể của bạn diễn ra tốt hơn. Bên cạnh đó sẽ tạo ra năng lượng cho các tế bào hoạt động một cách tích cực hơn. Và vitamin B2 thì được mọi người sử dụng trong việc hỗ trợ điều trị về bệnh đau mắt đỏ, các bệnh lý về ngước mắt hoặc là các bệnh viêm loét miệng, nhất là đệm, hoặc là hỗ trợ trong việc điều trị về bệnh tim mạch, Parkinson, Alzheimer và các bệnh lý về lão hóa bên trong cơ thể. Chính vì vậy, vitamin B2 chiếm một vai trò cực kỳ quan trọng đối với cơ thể của bạn. Chúng ta có thể bổ sung qua đường uống hoặc là các dạng thực phẩm. Và tốt nhất là khuyên tất cả các bạn hãy sử dụng các nhóm thực phẩm có chứa các vitamin tự nhiên để giúp nạp vào cơ thể của chúng ta. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu riêng biệt về vitamin B2. Phần đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu vitamin B2 có ở những nhóm thực phẩm nào. Vitamin B2 thì nó chứa nhiều ở thịt đỏ như là thịt bò, thịt cừu, chứa hàm lượng vitamin B2 cực kỳ cao. Bên cạnh đó, ở gan, thận, tim, nhất là nội tạng của động vật cũng chứa hàm lượng vitamin B2. Ở nấm, bạn biết không, 100g nấm nó sẽ chứa khoảng 29% vitamin B2 và nấm thì rất là tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó còn chứa các vitamin và khoáng chất khác nữa. Sữa, ngoài các vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể thì nó còn chứa hàm lượng vitamin B2 cao giúp cho bạn bổ sung mỗi ngày. Mỗi ngày uống 3 ly sữa sẽ giúp cho bạn có được một sức khỏe tốt nhất và hệ thống miễn dịch cũng như chiều cao của bạn phát triển tốt hơn so với những người bình thường khác. Bên cạnh đó, súp lơ xanh cũng có chứa vitamin B2, hạnh nhân, hạt mè, cá, v.v. Chúng ta hãy bổ sung những nhóm thực phẩm có chứa nhiều vitamin B2 cho sức khỏe để giúp cho sức khỏe của chúng ta được tốt hơn. Không những vitamin B2 mà còn các vitamin và khoáng chất khác cần thiết cho sức khỏe. Nói đến vitamin B2 thì không thể nào không nói đến lòng trắng trứng. Vì hàm lượng vitamin B2 tập trung ở lòng trắng trứng cực kỳ cao. Vậy những giá trị dinh dưỡng mà vitamin B2 mang đến cho sức khỏe của bạn là như thế nào? Chúng ta sẽ bước sang phần thứ hai, giá trị dinh dưỡng của vitamin B2 đối với sức khỏe của bạn. Thì vitamin B2 bình thường thì sẽ được cung cấp đầy đủ và chế độ dinh dưỡng, đầy đủ các dưỡng chất mà bạn dung nạp vào cơ thể thì nó đã cung cấp đầy đủ các hàm lượng vitamin và chất khoáng cần thiết để giúp cho cơ thể của chúng ta hoạt động được tốt hơn. Bên cạnh đó sẽ tăng cường sức đề kháng và sức khỏe tốt nhất cho bạn. Thì bạn biết không, vitamin B2 khi bạn bổ sung vào cơ thể thì còn giúp cho bạn ngăn ngừa được những căn bệnh ung thư. Thì ngoài vitamin A, vitamin E, vitamin C có khả năng chống lại các chất oxy hóa thì vitamin B2 cũng có khả năng chống lại các chất oxy hóa cực kỳ tốt, cho nên nó ngăn ngừa bệnh ung thư cực kỳ cao. Thứ hai đó là giúp hỗ trợ cho bạn làm đẹp da và tóc. Thì vitamin B2 cũng kích thích collagen bên trong cơ thể của bạn được tái sinh và hình thành, từ đó sẽ giúp cho tóc và da của bạn đẹp hơn. Vitamin B2 còn hỗ trợ trong việc điều trị đau đầu hoặc là các chứng về đau đầu, kết hợp cùng với một số vitamin và các thuốc điều trị khác cực kỳ hiệu quả. Hy vọng ngày hôm nay đã giúp ích cho tất cả các bạn rất nhiều trong việc tìm hiểu về vitamin B2 có trong những nhóm thực phẩm nào để chúng ta biết cách bổ sung vào cơ thể để giúp mang đến cho bạn một sức khỏe tốt cũng như một làn da đẹp và một mái tóc đen óng. Bổ sung vitamin B2 ngăn ngừa được mụn trứng cá trên da. Chính vì vậy, hãy bắt đầu ngay hôm nay bạn nhé! Hy vọng với bài chia sẻ hôm nay một cách khái quát về những nhóm thực phẩm có chứa vitamin B2 sẽ giúp ích cho tất cả các bạn rất nhiều. Nếu như bạn thấy video Trang chia sẻ có ích cho bạn thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Và đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang để bạn nhận được những video sớm nhất từ Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.